Xin chào quý vị và các bạn. Tiếp theo hôm nay em lại về được một cặp turbo boost hàng siêu xịn siêu mịn nhá. Đó. Hàng này thì là quay đa hướng này quý vị nhìn này, đó. Quay đa hướng nhá. Đó. Ví dụ quý vị nắp nhà rồi nhưng quý vị thích quay nó có thể quay được nhà luôn này. Đó. Đó. Đây nhá. Đó. Đây là dòng loa boost của nó, kích thước của nó nhỏ xíu thôi đây này. Đó. Chắc là nó khoảng tầm đây là khoảng tầm 8 cm thôi, chắc khoảng tầm đấy thôi. Đó. Đấy. Nhưng mà cặp này không phải là rẻ tiền đâu quý vị nhá. Cặp bốt của nó những cặp này của nó là nằm ở trong bộ toàn là 8 triệu mới cả 8 triệu rưỡi một bộ thôi. Đấy. Trong đó chỉ có một cái đôi loa này và một cái súp nhá quý vị nhá. Một đôi loa này thì gồm có là một loa này gồm có hai cái. Đấy, hai cái này là 4 cái đấy nhá. Đấy. Thường nó ghép bộ là đôi này cộng với một cái súp. Đấy. Và một cái đầu thành một bộ và giá của nó toàn 8 triệu 8 triệu rưỡi một bộ thôi nhá. Đó. Đây đó. Đây này. Đó. Đây chân của nó ở đây, chân của nó đấu vào đây nhá. Đó. Rồi ok, chân đây đấu vào đây nhá. Rồi à, cặp này của nó là em bán là 1.900.000 một một cặp này nhá. Đấy. 1.900.000 một cặp này, lấy bác nào lấy thì alo cho em. Đó. Số điện thoại của em là 0966 594 581, địa chỉ là 57 phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Dạ vâng, em xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bác vào video clip tiếp theo bên em.